Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh Bản tin nóng. Và chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. COVID-19 có thể tạo điều kiện gây ra dịch chồng dịch trong thời gian tới. Quá tải cục bộ, ngành y tế Sơn La căng mình điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Cần có quy định thống nhất trong quản lý F0. Chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, nghiên cứu tiêm mũi 4 và trẻ dưới 5 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. COVID-19 có thể tạo điều kiện gây ra dịch chồng dịch trong thời gian tới. Thưa quý vị, đây là khuyến cáo của giới chuyên gia, trong đó lưu ý việc trẻ em bỏ lỡ các mũi tiêm vaccine do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua. Người khỏi bệnh đã tiêm vaccine đều có thể tái nhiễm và mắc COVID-19. Do vậy, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, giới chuyên gia khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt ưu tiên bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao, kiểm soát số ca lây nhiễm và hạn chế bệnh nặng, tử vong. Cũng theo các chuyên gia, không chỉ có dịch COVID-19, nguy cơ dịch chồng dịch cần được lưu ý. Dự báo số ca mắc COVID-19 trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do mầm bệnh đã lây lan rộng trong cộng đồng, với biến thể BA.2 của biến chủng Omicron chiếm chủ đạo. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, cho rằng việc triển khai các hoạt động dỡ bỏ hạn chế đối với vận chuyển hành khách, mở cửa du lịch, mở cửa lại trường học và các sự kiện thể thao, văn hóa, xã hội, cùng với đó là tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân làm tăng nguy cơ, gia tăng số nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế. Dịch COVID-19 vẫn ghi nhận số ca mắc không ngừng tăng cao, dù đa phần người bệnh có triệu chứng nhẹ. Trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa lại hoạt động du lịch, đi lại, nên sự giao lưu gia tăng sẽ khiến dịch có xu hướng lây lan nhanh và rộng. Một số dịch bệnh đã không xuất hiện nhiều năm, nên cơ chế miễn dịch trong cơ thể con người sẽ giảm xuống. Và theo yếu tố dịch tễ, người dân sẽ dễ lây nhiễm khi mầm bệnh xuất hiện, khiến dịch có nguy cơ bùng phát. Ông Phu lưu ý với trẻ em do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua, nhiều trẻ bỏ lỡ lịch tiêm chủng nên phải đề phòng bệnh dịch ở trẻ em. Thời điểm sắp vào hè cần phải cẩn trọng với dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh đường tiêu hóa hay viêm não. Trong điều kiện cho phép, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ. Một số phụ huynh cũng băn khoăn về việc trẻ nhỏ vừa khỏi COVID-19 thì có thể tiêm các loại vaccine 6 trong 1 theo đúng lịch hay không. Theo các bác sĩ chuyên khoa nhi, nếu sức khỏe bình thường thì hoàn toàn tiêm vaccine được. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các bác sĩ đã cảnh báo nguy cơ đồng nhiễm COVID-19 và sốt xuất huyết. Theo số liệu dự đoán tình hình bệnh trong tháng 3 năm 2022 của Bệnh viện Nhi Đồng 1, tỷ lệ trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết trong tháng 2 năm 2022 cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 và trong thời gian tới, tỷ lệ trẻ nhập viện do sốt xuất huyết dự kiến có xu hướng giảm. Với bệnh tay chân miệng, tháng 2 năm 2022 vẫn duy trì ở mức thấp, song dự đoán trong thời gian tới, tỷ lệ trẻ mắc tay chân miệng sẽ tăng trở lại. Tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy cấp tăng nhẹ và dự báo trong tháng 3 năm 2022 sẽ tiếp tục tăng. Tỷ lệ trẻ mắc viêm phổi cũng có khuynh hướng tăng trong thời gian tới. Đáng lưu ý, Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh mới đây tiếp nhận khoảng 15 trẻ vừa mắc COVID-19 vừa bị sốt xuất huyết. Trong đó có ca đã trở nặng và cần sự can thiệp chuyên sâu với những triệu chứng trùng nhau như sốt cao, khó thở, mệt mỏi. COVID-19 và sốt xuất huyết có các triệu chứng gần giống nhau nhưng phác đồ điều trị của hai bệnh này hoàn toàn khác nhau. Mắc COVID-19 sẽ gây tổn thương hệ hô hấp và gây suy phổi, gây ra tình trạng loạn máu, tăng đông, gây tắc động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, khiến máu không thể lưu thông tới các cơ quan. Trong khi sốt xuất huyết lại gây ra tình trạng xuất huyết và sốt ở người bệnh kèm theo các triệu chứng khác như đau bụng, chảy máu cam, máu răng, nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Những bệnh nhân mắc COVID-19 từ cấp độ trung bình trở lên, các bác sĩ sẽ cân nhắc sử dụng thuốc chống đông dự phòng corticoid, trong khi đây là loại thuốc chống chỉ định với người mắc sốt xuất huyết. Quá tải cục bộ, ngành y tế Sơn La căng mình điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, mỗi ngày tỉnh Sơn La ghi nhận hơn 4.000 F0 dẫn đến quá tải cục bộ tại một số cơ sở y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tập thể cán bộ y bác sĩ tỉnh Sơn La đang cố gắng nỗ lực hết mình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Những ngày vừa qua, bác sĩ Vừa A Gáo, khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La không có ngày nghỉ,
luôn bận rộn thăm khám điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trong khu điều trị cách ly của bệnh viện. Mặc dù được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, nhưng do thường xuyên tiếp xúc gần với các bệnh nhân, bác sĩ Gáo cũng đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Thế nhưng bác sĩ vẫn không nghỉ, chủ động đề xuất với bệnh viện để được ở lại công tác, vừa thăm khám điều trị cho bệnh nhân, vừa tự điều trị cho mình ngay tại khu cách ly của bệnh viện. Ngay từ đầu năm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu đã triển khai khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với quy mô khoảng 15 giường, trong đó có 5 giường ICU với đầy đủ trang thiết bị theo quy định để điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nặng. Trong khoảng 2 tuần gần đây, số bệnh nhân COVID-19 đến điều trị tại bệnh viện tăng cao, có thời điểm lên tới hơn 70 bệnh nhân cùng điều trị, phần lớn trong đó là các bệnh nhân có bệnh nền với triệu chứng nặng dẫn đến quá tải cục bộ tại bệnh viện. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Mạnh Đức, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, trước thực trạng quá tải do nhu cầu điều trị của bệnh nhân COVID-19 tăng cao, bệnh viện đã linh hoạt triển khai các giải pháp cụ thể, huy động thêm 2 khối nhà của khoa truyền nhiễm, khoa nhi để làm khu cách ly điều trị COVID-19, đồng thời tăng cường nhân lực, vật lực hiện có tại bệnh viện, cố gắng nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân. Trong trường hợp một số cán bộ y tế của các khoa mắc COVID-19, y bác sĩ nào tình trạng sức khỏe tốt không có triệu chứng thì chúng tôi động viên để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại 2 khu là khu điều trị F0 của 15 giường và khu nhà truyền nhiễm của bệnh viện. Là cơ sở điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 từ trung bình đến nặng, thời điểm dịch bùng phát, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng vào nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La ngày càng tăng, cao điểm lên tới gần 100 bệnh nhân, dẫn đến quá tải tại khu cách ly điều trị COVID-19. Thạc sĩ bác sĩ Trần Quốc Khánh, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, bệnh viện được giao 60 giường điều trị bệnh nhân COVID-19, tuy nhiên hiện nay số thực kê điều trị F0 là 86 giường. Các bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện thường kèm theo các bệnh lý phức tạp như chấn thương, ruột thừa, chạy thận nhân tạo, nhi sơ sinh. Tuy trang thiết bị cung cấp tại khu điều trị F0 còn thiếu nhiều so với quy định của Bộ Y tế, nhưng tập thể y bác sĩ bệnh viện đang cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân. Trước mắt chúng tôi phân loại bệnh nào cần thiết thì sẽ tập trung phương tiện để phục vụ trước, còn những bệnh liên quan đến máy thở, máy lọc thận nhân tạo hoặc những cái liên quan đến phòng mổ, thì khi mà khu điều trị COVID-19 có thông báo thì bệnh viện phải huy động vận chuyển máy từ khu bệnh viện mới cách khu điều trị F0 hơn 15 km lên trên này. Còn nhiều những khó khăn hạn chế, song nhờ sự chủ động linh hoạt sử dụng các nguồn lực hiện có, các cơ sở y tế ở Sơn La đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Cần có quy định thống nhất trong quản lý F0. Thưa quý vị, kiến nghị về việc coi COVID-19 là bệnh xuất hiện một cách ổn định đã được trình lên chính phủ xem xét. Vấn đề này cũng được chúng tôi đưa ra bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày 17 tháng 3. Trong giới chuyên môn cũng xuất hiện ý kiến về việc loại bỏ khái niệm F0, F1. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong năm 2022, toàn ngành vẫn phải tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện tất cả các biện pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn mới nhất về quản lý F0. Theo đó, F0 được ra khỏi nơi cách ly. Điều này vấp phải những ý kiến và cách hiểu khác nhau. Do vậy, cùng ngày, Bộ Y tế đã ban hành một văn bản hướng dẫn khác cụ thể hơn là F0 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà. Chúng ta cũng dần trở nên quen với con số thống kê F0 khủng như hiện nay, cũng đã quen với việc F0 tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, việc đưa ra những quy định cho F0 cũng cần phải được thống nhất, cụ thể rõ ràng để người dân có thể nắm rõ, không nên đưa ra những quy định chung chung để gây ra nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến việc thực hiện không đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch chung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, để có thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu trong thời điểm này vẫn còn quá sớm. Tuy nhiên hiện nay, dịch COVID-19 đang lan rộng trong cộng đồng, nhiều người đã nhiễm, có những gia đình, tất cả các thành viên đã bị nhiễm bệnh, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể cũng vậy. Hiện nay chúng ta đã tiêm phòng COVID-19 gần như đầy đủ, nếu vẫn thực hiện việc cấm F0 không được ra khỏi nhà thì cũng khó khả thi, vì trên thực tế có nhiều F0 không triệu chứng vẫn đi lại ngoài đường, vẫn đi làm. Trong đề xuất của Bộ Y tế xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có quy định, trường hợp F0 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc, có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến. Hiện nay, Long An và Cà Mau là hai tỉnh đầu tiên thực hiện cho F0 không triệu chứng và F0 đi làm. Ý kiến này được đưa ra đã nhận được sự đồng thuận của nhiều doanh nghiệp,
một số địa phương khác cũng bắt đầu thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh cũng xem xét đến việc cho F0 đi làm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cho rằng việc cho phép F0 không triệu chứng đi làm với điều kiện phải tuân thủ đúng quy định cũng là điều hợp lý. Thực tế có rất nhiều F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng không đáng kể, vẫn đi làm bình thường. Nếu chúng ta biết họ là F0 và có các biện pháp phòng chống dịch tốt, vẫn hơn là có nhiều F0 không triệu chứng vì muốn đi làm mà không chịu khai báo trung thực. Nếu không đi làm thì sẽ không có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, nhiều người dù biết mình là F0 nhưng vẫn cố tình đi làm. Lúc đó các cơ quan doanh nghiệp cũng không biết để mà có biện pháp phòng tránh. Nếu không cho họ đi làm sẽ khiến họ giảm thu nhập mà doanh nghiệp cũng bị mất nhân lực, có khi gián đoạn một số khâu ảnh hưởng đến năng suất. Nhiều cơ sở y tế, lực lượng y bác sĩ đều bị nhiễm bệnh, thiếu nguồn nhân lực thì ai có thể làm thay? Trạm y tế xã không có người làm việc, bệnh viện cũng thiếu vắng cán bộ, y bác sĩ, như vậy cũng sẽ gây ra những bất cập. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều khu công nghiệp hiện đang trên đà phục hồi kinh tế, đơn đặt hàng nhiều, khát lao động, nếu không cho F0 không triệu chứng đi làm thì đơn sẽ bị đình trệ. Chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, nghiên cứu tiêm mũi 4 và trẻ dưới 5 tuổi. Thưa quý vị, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai tiêm vaccine thần tốc để hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trong quý 1 năm 2022, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 3 năm 2022, chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, nghiên cứu tiêm mũi 4 và trẻ dưới 5 tuổi. Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho biết, đến nay cả nước đã tiêm hơn 201,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 184.344.163 liều, trong đó mũi 1 70.924.560 liều, mũi 2 69.353.935 liều, mũi bổ sung 14.623.598 liều, mũi 3 29.429.680 liều. Đến nay đã có 47 trên 63 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 95%, còn 16 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 90% đến dưới 95%. Số vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.061.722 liều, trong đó mũi 1 8.749.928 liều, mũi 2 8.311.844 liều. Đến nay đã có 57 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 90%, còn lại 6 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 90%. Bộ Y tế cho biết nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phòng chống dịch COVID-19 năm 2022-2023, trong đó tập trung chủ yếu các nội dung bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 và chủ động cung ứng vaccine, kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Triển khai tiêm vaccine thần tốc để hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi, trừ các đối tượng chống chỉ định và chưa tới thời gian tiêm, trong quý 1 năm 2022. Hoàn thành việc tiêm mũi thứ 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 3 năm 2022, chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, nghiên cứu việc tiêm mũi thứ 4 và trẻ dưới 5 tuổi. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở, tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở, tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19. Chủ động chuẩn bị các biện pháp về kinh tế, xã hội, hành chính theo cấp độ nguy cơ dịch để bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đánh giá về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam trong thông điệp được ghi hình trước gửi tới cuộc gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Mới đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng chúc mừng Việt Nam đã bao phủ vaccine cho 90% người trưởng thành và hơn 75% dân số đã được tiêm chủng, một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Đây là điều rất quan trọng để bảo vệ tính mạng người dân, và điều này cần tiếp tục được thúc đẩy thời gian tới. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và sự đồng lòng của người dân Việt Nam. Ông cho rằng việc đạt mục tiêu toàn cầu tiêm chủng cho 70% dân số thế giới vào giữa năm nay là vô cùng cần thiết để cứu mạng sống con người, kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới và thúc đẩy sự phục hồi toàn diện.